Tin rằng là trong chương trình ngày hôm nay, mỗi nghệ sĩ đến đây sẽ là một bông hoa đẹp để làm cho chương trình của chúng ta trở thành một vườn hoa đa sắc. Và thưa quý vị, có một câu hát trong một làn điệu chèo cổ mà Mỹ Vân cảm thấy rất yêu thích. Đó là câu hát "Đi đâu đào liễu một mình, hai vai gánh nặng nhật trình đường xa". Chắc hẳn rằng khi Mỹ Vân đọc lên những lời ca này thì quý vị cũng đã hình dung được đó là hai câu hát trong bài hát nào, đúng không ạ? Vâng, và thưa quý vị, đó chính là làn điệu chèo cổ đào liễu. Và bài hát nổi tiếng này sẽ được trân trọng gửi tới quý vị và các bạn qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Minh Thu. Thì tai